Virus gây bệnh zona có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai có hệ thống miễn dịch bị suy giảm. Vì thế, những bà mẹ tương lai dễ bị nhiễm tất cả các loại virus hơn trong khi mang thai, nên nguy cơ bị bệnh zona khi mang thai cũng tăng lên. Hãy cùng tìm hiểu ngay những điều sau để có thêm kiến thức khi mẹ bầu mắc phải bệnh này nhé. 1. Triệu chứng. Phát ban đỏ là dấu hiệu nhận biết của nhiễm trùng bệnh zona. Nó thường xuất hiện ở một khu vực nhỏ ở một bên của cơ thể, thường là ở mặt, lưng hoặc thân mình. Phát ban có thể bao gồm các mụn nước chứa đầy dịch và có thể gây ngứa, bỏng rát hoặc đau. Một vài ngày trước khi phát ban, da của bạn có thể cảm thấy tê, ngứa ran hoặc nhạy cảm khi chạm vào. Ngoài ra còn có một số triệu chứng khác như là đau thần kinh, mệt mỏi, đau đầu, sốt. 2. Điều trị bệnh zona cho mẹ bầu. Vì bệnh zona bắt nguồn từ một loại virus nên bạn không thể chữa khỏi bệnh bằng thuốc kháng sinh hoặc các loại thuốc khác, nhưng bạn có thể thường xuyên sử dụng thuốc kháng virus để rút ngắn thời gian mắc bệnh và giảm bớt các triệu chứng. Có 3 loại thuốc kháng virus thường được sử dụng để điều trị bệnh zona: Acyclovir, Valacyclovir và Famciclovir. Phần lớn những loại thuốc kháng virus này an toàn để sử dụng cho những người bị bệnh zona khi mang thai. Mặc dù bản thân bệnh zona không nguy hiểm cho bạn hoặc cho con bạn, nhưng một số triệu chứng đặc biệt là khi nghiêm trọng hoặc kéo dài có thể có hại. Ví dụ, sốt hoặc mất nước có thể gây ra các biến chứng thai kỳ. Bạn cũng cần nói chuyện với bác sĩ về cách giảm đau. Acetaminophen được coi là an toàn để sử dụng trong thời kỳ mang thai để giảm đau và sốt. Nhưng bác sĩ có thể cho phép bạn sử dụng các lựa chọn giảm đau khác, chẳng hạn như là sử dụng miếng dán hoặc là thuốc giảm đau. 3. Phòng tránh zona khi mang thai. Không có nhiều cách để ngăn ngừa việc bị bệnh zona khi mang thai nếu trước đó bạn đã bị thủy đậu, vì bạn không thể kiểm soát được liệu virus gây bệnh có kích hoạt lại trong cơ thể mình hay không. Bác sĩ có thể không khuyên bạn nên tiêm phòng để tránh bị bệnh zona khi mang thai, nhưng nếu bạn chưa mang thai, tức là bạn đang có dự định mang thai trong tương lai gần. Bạn có thể tiêm vaccine này trước khi mang thai nếu bạn nghĩ mình có thể dễ bị nhiễm trùng khi đang sinh con. Mặt khác, nếu bạn bị suy giảm miễn dịch, bạn có thể liên hệ bác sĩ để quản lý tình trạng của mình và giữ cho hệ thống miễn dịch của bạn hoạt động tốt nhất có thể. Trong khi mang thai, bạn cũng cần phải theo dõi mức độ căng thẳng và lo lắng của bản thân, giữ cho tinh thần luôn lạc quan và vui vẻ. Như vậy, khi mang bầu và bị zona, các mẹ cũng không cần quá lo lắng về tình trạng này. Hãy thường xuyên theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm, liên hệ với bác sĩ để được chẩn đoán và thăm khám, sử dụng những loại thuốc phù hợp cho bà bầu và điều trị nhé.